Chào mừng quý vị đã đến với TaFa, bản tin Hoa Kỳ. Bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay bao gồm những nội dung sau đây. Xin chào mọi người đã quay trở lại. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật với mọi người một thông tin rất là vui. Đó là ngày hôm qua, ngày 31 tháng 10 năm 2021, một viên chức của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ có chia sẻ rằng là bộ phận cấp thị thực định cư sẽ chính thức hoạt động trở lại bình thường. Và ban lãnh sự sẽ cố gắng sắp xếp lại các lượt hẹn phỏng vấn định cư cho tất cả các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong nhiều tháng qua, nhanh nhất và nhiều nhất có thể. Và bây giờ, mời mọi người xem qua đoạn chia sẻ của một viên chức của Tổng lãnh sự quán Mỹ, Hoa Kỳ. Chào các bạn, tôi là chị và tôi làm việc tại bộ phận lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Và hôm nay tôi muốn nói với các bạn là chúng tôi đã trở lại. With the lifting of restrictions here in Ho Chi Minh City, our immigrant visa team is working through a backlog of emergency interviews. That said, we have once again started accepting limited rescheduling requests through our online system. Rest assured that we are scheduling as many appointments as possible, so please be patient and check back frequently for newly added slots. Another note, please do your best to have all your documents, such as medical exams, police certificates, current at the time of your interview. Speeds up the whole process. If you have an emergency travel need or questions about a specific case, please contact the Immigrant Visa Unit. We encourage you to visit our website for more information, and we want to thank you for your patience over the past several months. We are committed to keeping both our applicants and our staff safe throughout this pandemic, and couldn't do that without your help. Như trong đoạn video vừa rồi thì người viên chức có lưu ý rằng mọi người cần phải chuẩn bị hồ sơ khám sức khỏe cũng như là lý lịch tư pháp số 2 phải được cập nhật mới nhất khi tham gia buổi phỏng vấn, vì như vậy sẽ giúp thúc đẩy nhanh được quá trình. Và sau khi lãnh sự quán Hoa Kỳ mở cửa trở lại thì mình hy vọng sẽ có nhiều thông tin tích cực cho luật visa và luật mở hồ sơ cho tháng 12 năm 2021 cũng như là những tháng tiếp theo. Và khi có thêm những thông tin liên quan đến phỏng vấn cũng như là luật visa thì mình sẽ cập nhật nhanh cho mọi người. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút like, nhấn nút chia sẻ để giúp kênh phát triển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé.